Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Càng lễ Phật thì càng để ý cái cách tu này quá hay quý vị. Và khi dùng phương pháp tu này thì tự nhiên mình sanh cái tâm cảm ơn cái người đã tạo ra cách tu này. Hay quá. Nghĩa là sao mà càng lễ càng thấy nó thời gian rất là mau nha. Thời gian qua mau vô cùng luôn á, như Đức nói thật sự. Mà không có ngán một chút nào luôn á. Nếu như mà mình mà tu gì thì nó thích gì đâu, đặc biệt quá. Nghĩa là vô lễ Phật 40, 45 phút chút xíu xong liền vậy đó. Khỏe lắm luôn á. Nhưng vị nhớ là càng chậm chừng nào càng nhiếp tâm chừng nay. Nhớ. Mà cái phương pháp lại này mà khỏe sinh sống là ngay chỗ xá xuống quý vị. Xá từ từ xuống nha. Xuống luôn. Cái ngón tay này đụng tới cái chân cái chỗ gần tới bằng chân quý vị đứng. Xuống từ từ á, chứ đừng có nhanh gì nha. Nhanh gì là ảnh hưởng sinh sống á. Như vậy thì mình giống như mình gấp xuống một cái vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng cái tỳ sinh sống mình. Nhưng mà gì mình xuống từ từ xuống, cái đầu mình nó theo vị trí đó luôn, đừng có ngước lên, đừng có xuống gì mà ngước lên gì là không phù hợp nữa, mà đi xuống, xuống luôn, nhẹ nhàng, chậm nhất luôn. Khi mà cái nhịp là quỳ cũng gì, cái can cái lại xuống gì đó, lại xuống thì thường mình phải thở ra để bụng mình á, nó nhỏ lại nó sát được, đặc biệt lắm, nó kéo cái sống này. Vị thấy những đức để ý vị để ý những đức lễ mà tại sao mà những đức dùng hai tay những đức chống? Sau này những đức ưa lễ gì đó, dùng hai tay những đức chống kéo cái sống mình đó. Nên những đức thấy vị sống những đức rất khỏe luôn. Thật sự mà nói, trong cái thời gian mà những đứa ra mà niệm Phật lễ Phật này nha, những đứa thấy sức khỏe rất là tốt. Sức khỏe rất là tốt. Còn lúc trước á, những đứa ít có niệm Phật lễ Phật, sức khỏe những đứa không tốt như bây giờ. Nhiều người mà đi đến chùa thấy những đứa rõ ràng luôn. Nghĩa là những đứa không có khỏe như bây giờ, và những đứa ho rất là nhiều. Ho nhiều lắm. Mà bây giờ những đứa hình như là nó giảm 90% luôn. Ho giảm 90% luôn. Và xương sống rất là khỏe luôn quý vị ơi. Mà quý vị biết cái sức khỏe của người mình nghe. Sức khỏe của người mình ảnh hưởng xương sống lắm á. Xương sống mà đã đau rồi là sức khỏe của người giảm hơn phân nửa. Nên cái phương pháp lễ Phật này là xương sống rất là khỏe. Mà nhất là người già được, là nó giống như nó hồi phục cái sức khỏe lại luôn á. Và như Đức nói với vị nghe, cảm sốt đồ nãy nọ nha, ăn khó tiêu đồ nãy kia, mệt mỏi đồ, lễ Phật một thời này thôi chắc chắn sức khỏe sẽ đặc biệt lên liền. Nên cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này hay lắm. Nó cái phương pháp này là quý vị biết rằng là hồi xưa như Đức mới đến cái ngôi chùa đầu tiên là nhiệt cái phương pháp tu này. Nên cả đời mình cảm ơn cái phương pháp tu này. Cả quý vị mà tu được phương pháp này, vị cũng cảm ơn thầy chùa Quán Âm chứ. Thật sự cảm ơn thầy. Thế cách tu này hoàn toàn là của thầy, môn địa chung nó cũng của thầy luôn. Xưa Đức vô chùa như Đức học địa chung đó với lễ Phật này. Thật sự. Và cái phương pháp lễ Phật 6 chữ gì y ra nghiệp này luôn. Phương pháp lễ Phật 6 chữ ngày xưa là mới đến chùa pháp là lễ 4 chữ. Sau này hòa thượng kêu lễ 6 chữ. Nên những đức nghĩ ra là lễ 6 chữ mà làm sao cái nhịp nó giống hệt gì luôn. Nên cái nhịp 4 chữ và 6 chữ y rang luôn. Y rang không khác chút nào chứ. Mà cũng chậm luôn. Cái nhịp 6 chữ còn chậm hơn nữa. Nên cái nhịp 6 chữ là phải lễ chậm hơn nữa. Thì cực kỳ khỏe luôn. Và vì lễ chút bị nhiếp tâm thời gian qua mau cấp kỳ luôn. Vị nhớ này, lên niệm Phật lễ Phật nghe, mà tâm mình lên đây mình tu mà mình cứ nghĩ rong ruổi bên ngoài là thời gian tu rất là lâu. Khi mình nghĩ rong ruổi là mình sẽ trong giờ. Hoặc là mình vô tu mà mình nghĩ rằng chút mình ra làm cái gì là quý vị sẽ tu lâu, vì bị trong giờ. Còn nếu như quý vị lên vì tu, quý vị cứ tha thiết với niệm Phật lễ Phật thôi,
Quý vị cứ đi nhịp chậm nhất đi, rồi vì sẽ thấy thời gian qua mau cấp kỳ luôn. Lễ hết không hay, vì để ý thử đi. Còn bữa nào mà lên mà hối hả lễ đang tranh thủ đi làm là rất lâu. Quý vị làm một cái gì, quý vị làm này, quý vị nghĩ phải làm cái kia, lại làm rất lâu. Nhưng mà làm này lo làm này đi, thì đừng có nghĩ cái kia gì thì nó cấp kỳ qua mau. Cũng là thời gian vậy mà cái tâm mình không nghĩ thì nó mau, mà cái tâm mình nghĩ thì nó lâu. Quý vị thấy cái việc gì cũng vậy chứ. Ngày xưa mà quý vị mà vợ chồng đến với nhau sắp sửa đám cưới, vì thấy có mấy ngày nữa mà lâu hả? Mình trông mà sao mà lâu quá, mà sao tới nó ngày đám cưới thế thì nó lâu. Nhưng mà cái quý vị mà lấy ai mà quý vị mà không thương á, thì mong cho thời gian đừng đến thì nó mau cấp kỳ nó đến. Nó lạ kỳ như vậy đó. Cái gì mà mình không mong thì nó sẽ đến mau, còn mình mong thì nó lâu. Giống như quý vị quá khổ đi, quý vị mong Phật A Đà rước quý vị đi, mong từng ngày từng giờ, nhưng mà quý vị mong với quý vị thất vọng luôn. Sao lâu quá Phật A Đà không đến rước con khổ quá. Hoặc đau ung thư, bệnh đau gì nhức mỏi đâu, mình nghĩ mình ung thư gì mình niệm Phật tha thiết cầu Phật A Đà đến rước mình, mà tại sao mình đau gì mà Phật không đến rước mình. Có khi quý vị thất vọng với Phật luôn, vì nói ủa sao Phật không thương con sao, thấy không? Nhưng mà con người thì mình phải trả cái nghiệp quả cho nó xong, rồi thọ mạng nó đến Phật mới rước chứ làm sao mà niệm cái Phật ngày lợi ngày tự nhiên rước mình đi, thì cái điều này nó không phù hợp nhân quả. Nên mình khỏe thì mình mong Phật phan hết rước con, nhưng khi mình đau bệnh mình khổ thì mình mong Phật rước con sớm sớm. Con người mình thường là cái khổ mình không chịu trả nên nó lâu, chứ nếu như mình vui trả thì nó mau. Còn cái mà khổ quá mình muốn về cực lạc thì mình muốn khỏi trả khổ thì nó lâu, thấy không? Còn khi mà nó an lạc thì mình phan từ từ hay về cực lạc. Nó ngộ vậy đó quý vị, con người quý vị để ý phải không? Nó rõ ràng con người, cái tính của người mình nói vậy đó. Nên nếu mình tu mình quân bình được cái tâm mình, để nó tự nhiên đi, để nó tự nhiên nhất đi, là đặc biệt lên tu cũng vậy luôn. Mình đã mình lên mình tu rồi, mình đâu có đi làm gì khác được đâu. Một tiếng hồ này tu là chắc chắn không đi làm gì khác được, biết điều đó. Nhưng mà vẫn là tranh thủ tu, tranh thủ đi ra làm, thấy chưa? Cái tâm vọng tưởng nó kỳ cục chưa? Mình đã biết một tiếng này mình sẽ không đi làm được việc gì đâu, thì đừng nên nghĩ cái gì nữa, chứ hãy tròn tâm tròn ý tu thờ đi. Đừng có giáo giác nhìn đầu này đầu kia đầu nọ chứ. Có những người mình ở nhà mình tu mình nhìn có ai vô nhà ăn trộm không, nó có nghĩa là ghê gớm gì đó. Mình tu nó không an lạc. Nếu như quý vị mà tu chân thật, quý vị tu nhiệt tình nghe, nhà bị đóng cửa xong rồi lên bị tu đi, quý vị yên tâm đi, nếu ăn trộm bò vô là có thằng hộ pháp đuổi ăn trộm đi liền, tại vì tôi tu nhiệt tình rồi. Còn nếu như mà bây giờ vì tu mà ăn trộm vô ăn cắp đồ được là do cái món nợ mình thiếu, mình phải trả cho ăn trộm. Còn nếu như quý vị không có thiếu món nợ này, ăn trộm vừa bước vô thằng hộ pháp đuổi đi liền. Thằng hộ pháp làm một cái hình tướng gì đó tự nhiên chạy mất dép, thấy chưa? Nó chạy mà còn để lại đôi dép cho quý vị. Ra thấy đôi dép thì ra thì ra ăn trộm, lấy đồ chưa được để lại đôi dép, nó chạy mất dép mà quý vị. Nó thấy không? Nên từ nơi đó cái cách tu này á, cảm ơn thầy chủ trì chùa Quán Âm nha. Rồi phương pháp tu này, những đức hình thành ra cái phương pháp lễ Phật sáu chữ, nhờ hòa thượng chúng ta có được thời gian những đức ở đó 10 năm để hình thành cái cách tu. Mà bây giờ dù cho cỡ nào quý thầy cũng lấy cái tiếng này thu âm lại và hình thành cái cách tu này, nên điều là cái gốc từ ban đầu những đức đi đến ngôi chùa đầu tiên. Không có ngôi chùa đầu tiên những đức đến đố mà biết cái cách tu này, mà không biết cách tu này đố mà quý vị mà được lợi ích như vậy. Quý vị phải công nhận điều này luôn á, đúng không? Dù cỡ nào bây giờ quý vị ta nói câu không thầy đố mày làm nên. Thấy chưa? Nó quý vị coi bây giờ những đức hướng dẫn vị tu đi, vị được lợi ích đi, thì cái trước đó là nhờ ông thầy ông chỉ những đức mới được biết thì chỉ quý vị. Nếu những đứa không được ở chùa hộ pháp 10 năm không có cơ hội, không cơ hội mà hình thành cái cách tu này mở rộng ra, mở rộng phạm vi mà từng nhà gì tu đâu. Quý vị bây giờ coi bây giờ mỗi thờ tu mà đông gì, rồi mỗi thờ mấy ngàn gia đình mà tu gì, là từ quý vị biết những đứa ở chùa hộ pháp hướng dẫn vị tu, ở Đại Tùng Lâm hướng dẫn vị tu. Nếu không có những điểm đó quý vị sẽ không biết những đứa, chắc chắn luôn. Dù những đứa có giỏi nhưng mà 5 năm trên kia vị chưa biết những đứa, đúng không? Nhưng may mắn những đức được cơ hội 10 năm ở Đại Tùng Lâm và ở Hộ Pháp, quý vị mới biết đến. Và bây giờ những đức ra làm cư sĩ, quý vị mới có cơ hội tu cùng với những đức luôn. Nếu không thì khó lập lên cái rung này mà quý vị tu liền đông gì.
Nên cái tâm cảm ơn đó cả đời nhất định phải ghi nhớ. Cái tâm cảm ơn nó nhất định phải ghi nhớ. Hồi trưa những đứa đang nằm ngủ, tự nhiên gặp một giấc mơ đẹp lắm nha. Giấc mơ là thấy mấy anh em, những đức, mấy anh em đồ, những quan, những lăng đồ, những đại đồ, những thịnh đồ, mấy anh em đi ngồi lại nhau. Cái chuyện vui lắm quý vị, mà công nhận giấc mơ xong mình vui thì vô cùng luôn quý vị. Thấy ủa, anh em gặp lại nhau nói chuyện vui quá trời vui luôn. Mà trong thâm tâm những đức nói rằng sau này anh em những đức mà gặp lại không có một chút xíu gì bực bội. Cái thâm tâm mình quý vị, có những lúc thì bản thân mình nói chuyện, mình nói này kia gì thế, thật sự mình không có bao giờ bực bội mấy anh em. Mình thấy mấy ổng làm mình mừng giùm cho mấy ổng. Có nhiều Phật tử người ta gặp Như Đức, người ta hỏi Như Đức bây giờ ví dụ như con cúng dường bên chùa nào thì cái Như Đức nói phải chia ra ba điểm điều, tại vì quý thầy ai cũng mới hết, cúng cái gì phân làm ba phần ra chia cho ba điểm chùa, ví dụ như gạo chia ra hay là mua bánh dịp Tết đồ chia đều ra, dù ít nhưng phải chia đều ra để cho quý thầy đỡ gánh nặng, chia đều ra, tại vì hộ pháp thường Như Đức ở đó quý vị biết hộ pháp nên quý vị đến nhiều. Nhưng mà hai chùa kia bị đến ít thí dụ đi, thì mình phải chia đều ra để cho quý cụ bên. Thật sự Đại Tùng Lâm với Đạo Tràng Ba mấy cụ còn đông hơn á, mấy cụ đông hơn quý vị. Nên từ nữa đó phải chia đều ra cho quý thầy, quý cụ có cuộc sống. Mà mình đến đó mình cúng quý cụ thấy mấy cụ mừng. Nhưng Đức hiểu cái tâm lý người già vậy đó quý vị, hiểu tâm lý người già. Họ mà thấy mình đem đồ lên mình cúng dường họ mừng, tại vì nhà đó họ đang sống và họ đang ăn ở đó, mà không ai cúng thì họ lấy gì họ ăn. Nên người già họ thường lo lắm, mà họ lo thì họ bệnh à đó. Nên từ nơi đó mà mình thì thật sự những đức cùng với quý vị cũng là cái an tình, mình đã được ở đó tu và quý vị cũng từng được đến đó, cái ơn nghĩa đó đối với hòa thượng rất là lớn, quý vị phải nhớ ơn nghĩa đó rất là lớn. Nên nếu mà có dịp quý vị, ví dụ quý vị mà dịp gần Tết nhất rồi quý vị sắp xếp được mua đồ đồ này kia, mình đến mình phân ra ba điểm chùa mình đến mình cũng dường. Còn bây giờ quý vị có cách tu này cũng hình thành từ ngôi chùa Quan Âm đầu tiên Như Đức đến, rồi xong chùa Đại Tùng Lâm hộ pháp. Bây giờ cái an tình thì mình được ở nhà có ngôi Tam Bảo là cũng từ an tình đó mà ra đó quý vị. Chứ Như Đức có giỏi gì chăng nữa mà không có cơ ngơ thì sao làm. Hòa thượng thật sự ngài cũng cho Như Đức cơ hội rất là lớn để mà làm, nhưng mà do cái duyên Như Đức đến đó là xong. Phải đến thấy mấy anh em mới không làm. Nên hồi trưa tự nhiên Như Đức đang ngủ, Như Đức nằm mơ, Như Đức thấy mấy anh em ngồi lại nói chuyện vui ghê quý vị ơi. Tự nhiên mấy anh em rất là vui gặp nhau. Mà Như Đức công thâm tâm nghĩ rằng một ngày nào Như Đức với mấy anh em gặp lại ngồi nhau rất là vui. Tại Như Đức với mấy anh em đâu có gì đâu đó. Nên thật sự ai cũng phục vụ chúng sanh hết mà. Mấy anh em cũng đang nuôi cụ già, Như Đức cũng đang phục vụ là tu mỗi ngày chứ sao quý vị. Thật sự mà nói bây giờ công việc Như Đức ra ngoài giờ là phải tu suốt luôn. Nên những đứa không có cái thời gian đi đâu, tu suốt luôn, như 3 ngày này là lên lịch chương trình là phải tu nữa không. Như tối hôm nay tiếp tục mà 10 phút nữa 12 giờ khuya phải tu tiếp tục, thấy không? Rồi ngày mai tiếp tục thì một ngày ngay thứ bảy luôn rồi, nó xuyên suốt 3 ngày. Nhưng mà những đứa thấy cái đà này tu mình sẽ tu rồi mình coi cái cách tu này mình sẽ thấy thì sao nha. Rất an lạc, rất khỏe luôn, ngủ rất ít, ăn ít mà khỏe, hay thiệt. Nó rất hay. Những Đức nói với quý vị nghe, trong cái cõi đời này thường quý vị biết mình hao năng lượng là ngay gì không? Thị phi. Mình hao năng lượng là ngay thị phi đó quý vị. Và ngay thị phi là một cái tội lỗi rất nặng. Nên trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nêu cái câu khẩu nghiệp đứng đầu là thị phi quý vị. Nó nhớ giữ khẩu nghiệp đừng nói lỗi người. Thị phi đầu tiên Đức Phật nêu lên nghe. Kinh Vô Lượng Thọ là nêu khẩu nghiệp đầu tiên quý vị. Nên từ nơi đó hãy hết sức cẩn thận, nơi thị phi nên tránh. Bây giờ có cái phương pháp tu gì ha, cố gắng gầy dựng mình tu được an lạc. Khi vì tu an lạc vì sẽ cảm ơn Tam Bảo liền. Khi vì cảm ơn Tam Bảo rồi vì sẽ hộ trì Tam Bảo đúng nghĩa luôn, thật sự luôn á. Tại vì khi mình an lạc mình mới hộ trì đúng nghĩa được. Còn mình mà tôi không an lạc là mình sẽ chạy theo hình thức, mình sẽ không phải là một Phật tử hộ trì đúng nghĩa đâu. Bây giờ quý vị, những đứa hỏi quý vị nè, cái pháp tu này nếu mà không ai giải thoát, giảng sanh, làm sao cái pháp tu này hương thịnh? Làm sao hương thịnh đây? Bây giờ từng nhà tu gì mà nếu quý vị biết bây giờ giảng sanh và ra đi tự tại là cái pháp tu này nhất định hương thịnh liền. Đó mới gọi là hộ trì Tam Bảo đúng nghĩa. Còn nếu bây giờ nói tán cái pháp môn tịnh độ này hoài,
mà chết do lá mì 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 mới giải sanh. Người ta chưa phải nói lên gì hết quý vị à, nó nằm trong phạm vi đó thôi, chưa nói lên gì đâu. Nó phải đặc biệt, nó có một cái gì đặc biệt. Như cái bé 11 tuổi, bé Liên Tịnh đó, chính mắt nhìn Đức thấy nè, khi bé gần mắt luôn, bé tỉnh táo vô cùng, bé không biết gì, bé chỉ có niệm Phật thôi. Khi bé gần mắt mới nói rằng là cho gặp mẹ đồ, rồi gặp những đức đồ, rồi cái chiếc lắc mà như Đức tặng chữ A Di Đà Phật. Bạc, bé nói với mẹ rằng khi con mắt thiêu con xong, con để chiếc lắc bạc A Di Đà Phật để lại cho thầy. Khi quý vị biết đưa vô lò thiêu, thiêu xong nó rụi tất cả hết, nhưng còn chiếc lắc bạc A Di Đà Phật còn y nguyên. Thấy kinh khủng không? Nó có những cái gì đó đặc biệt lắm. Mà khi bé gần mắt á, bé nhẹ nhàng tự tại lắm. Mà khi mắt hộ niệm xong, sắc diện bé rất đẹp luôn. Vì coi lại đi đúng không? Nó những cái video của cháu đó, vì coi rõ ràng luôn. Rồi những đứa thấy xác thực là bà cụ Sáu, là bà biết ngày giờ giáng sanh rõ ràng luôn. Bà nói cho con cái bà nghe ngày giờ rõ ràng luôn. Và khi mà buổi sáng đó bà đi đó nghe quý vị, bà niệm Phật rất là lớn tiếng luôn. Bà đi nhà sinh bà cũng niệm Phật rất lớn tiếng luôn. Bà đi niệm xong bà đi vô nhà sinh bà niệm rất lớn tiếng. Bà đi ra bà đi về phòng bà niệm rất lớn tiếng. Bà về phòng rồi bà niệm Phật, bà nằm bà đi tự tại luôn. Chính nhìn Đức Quang ngồi niệm Phật cho bà nè. Đó. Đây là những điều mà rất nhiều cụ ở trong chùa đi rất tự tại luôn. Mà mấy cụ không biết gì nghe, chỉ có câu Phật hiệu nghe. Đó, nên nếu mà đi được vậy thì vị biết rằng Pháp môn Tịnh Độ này thịnh vượng liền. Thì đây là hộ trì đúng nghĩa đối với Tam Bảo. Bây giờ những Đức nói, bây giờ mình có cách tu này, những Đức nói mình rất là hạnh phúc quý vị à. Nhưng mà trong cõi đời này nó không có bao giờ mà cái gì mà để cho mình yên hoài đâu. Cũng là ngay cái tâm đố kỵ hơn thua của chúng ta thôi. Mà nó sanh ra rất nhiều thứ để sanh ra đố kỵ, để đấu đá nhau trong cuộc đời này, làm nhau đau khổ thôi. Cũng do cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của mình thôi. Nên mình cần niệm Phật lễ Phật để nó sanh tâm Phật ra quý vị à. Nếu mà nó không có sự an lạc thì nó không cảm ơn được đâu. Quý vị phải nhớ kỹ, quý vị biết những đức là những đức phải hình thành qua những ngôi chùa đầu tiên, rồi chùa Hộ Pháp, chùa Đại Tùng Lâm, là toàn là những vị chủ trì cho những đức cơ hội. Hôm nay quý vị mới có được những đức mà hướng dẫn quý vị tu. Nếu như quý vị chỉ có biết những đức và nghĩ rằng những đức bị thiệt thòi vì nói người này người kia là không phù hợp. Cả bản thân những đức có khi những lúc bản thân mình, có khi bản thân mình cũng bực bội, nhưng mà nó nhờ tu mà nó quay lại được quý vị. Nên những đức nói không tu là không quay lại tâm thiện đâu, sẽ bị ác tâm dẫn dắt liền. Chúng ta quý vị, chúng ta là những con người sanh trong cõi đời này, cái tác động của nghiệp chướng ghê lắm. Nên bản thân của mình có khi mình sẽ mù quáng trong nghiệp chướng đó. Nên bữa nay mình nói người, nhưng nghiệp chướng mai mốt tới mình cũng không cưỡng được. Cái nghiệp chướng nó đã đến rồi là không có cưỡng được. Cả Đức Phật còn không chặn được vua Tỳ Lũ Ly kéo quân qua sát hại dòng họ Thích Ca mà. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mà đem những người trong dòng họ Thích Ca đem lên cung chờ cắt dấu, vậy mà đem xuống gọi là thành một bình máu. Vì thấy không? Nên nói rằng người đại tu hành không mê trong nhân quả. Nó, các ngài thị hiện cho mình thấy đó không? Các ngài đều phan duyên mà tùy duyên đó. Phan duyên cho mình thấy rằng tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Tùy duyên là các ngài đã làm rồi nhưng mà không được. Đức Phật ra ngồi 3 lần chặn nhóm vua Tỳ Lũ Ly, nhưng Đức Phật biết rằng không thể nào chặn được. Quý vị biết Đức Phật đã thành Phật rồi mà cầm cái gõ lên đầu của con cá trong cái đời kiếp nào đó 3 cái. Vậy mà khi Đức Phật thành Phật mà còn, khi vua Tỳ Lũ Ly kéo quân qua sát hại dòng họ Thích Ca, là Đức Phật nhức đầu 3 lần. Thấy không? Cái nhân cái quả vì thấy kinh cho quý vị. Nên tất cả những gì chúng ta tạo ngày hôm nay là tất cả những điều đó nó sẽ hình thành nhân quả. Không bao giờ chạy một chút xíu nào. Khi mình về cực lạc thì nó không còn quả báo. Nhưng khi mình trở về Ta Bà độ sanh là cái quả báo ở cõi đời nó hiện hình. Nhưng mà lúc đó mình không bị mê trong nhân quả. Mình sẽ không bị khổ đau. Đó, quý vị nhớ. Còn khi mình về cực lạc là nó không có nghiệp. Tại vì nó không có tác động của nghiệp, con người đều là thiện không mà. Nó không còn nghiệp tự tiêu luôn. Nhưng mà mình trở về cõi này là cái nghiệp duyên cái cõi này của mình trong nhiều đời nhiều kiếp nó hình thành liền. Dù là mình là Bồ Tát là Phật trở lại đây, nó cũng là hình thành cái nghiệp. Nhưng mà có cái Bồ Tát và Phật thì kinh lắm. Các ngài trong cái nghiệp các ngài sẽ không bị một cái gì cả. Đó. Quý vị thì ở trong nghiệp vì sẽ khổ đau hờn chết và quý vị sẽ bỏ tu hành. Còn các ngài thì không bao giờ như vậy, các ngài có như thế nào các ngài cũng tu hết. Vì các ngài không mê trong nhân quả. Cái này là cái quan trọng lắm, nên cái tâm biết ơn rất quan trọng. Đó. Nên hồi trưa này Nhật Đức á, ngủ mà nằm mơ mà thấy mấy anh em ngồi nói chuyện lại nhau. Nhật Đức nói, người tu hành phải gì? Dù cái gì cỡ nào cũng anh em huynh đệ, không có thể nào mà chống đối với nhau. Như vậy thì Phật Pháp không thịnh vượng được. Còn cái ơn dù cỡ nào cũng là cái ơn.
Cỡ nào cũng là người thầy đầu tiên hướng dẫn mình mới có cách tu này. Cỡ nào cũng hòa thượng cho mình cái cách tu này. Nên những đức nói hai điểm chùa mà cuộc đời của những đức, quý vị phải nhớ kỹ, trong cuộc đời những đức sau này dù làm cư sĩ, dù có tiếng tâm cỡ nào trong cái cuộc đời những đức làm cư sĩ sau này, chỉ có hai điểm chùa này là những đức có thể đến. Khi đến hai điểm chùa này rồi mới đến điểm chùa khác. Còn hai điểm chùa này mà không có duyên đến thì cả đời ẩn cư làm cư sĩ hướng dẫn về tu. Tại vì sao? Vì nhân duyên của hai điểm chùa này với những đức là như vậy. Nên những đức nói rằng lúc nào hòa thượng cần những đức, gọi những đức sẽ đến. Cả ngôi chùa đầu tiên, thầy bất cứ lúc nào cần những đức nhất định sẽ đến. Có nghĩa là gì? Cái ơn nghĩa đó rất lớn quý vị. Còn nếu như duyên không có hai điểm chùa đó thì những đức sẽ không đến những điểm chùa khác. Chỉ có hai điểm chùa đó rồi mới đi đến những điểm chùa khác. Còn nếu không thì cả đời cứ làm cư sĩ ẩn cư tu hành vậy đó. Giống như là hiện ẩn sống gì bình thường thôi, không đến một tổ chức nào làm cái gì hết. Tại vì sao? Vì cái ăn tình đó, mình làm gì đó quý vị, mình thích như vậy đó. Nên bây giờ mình có được đạo tràng trên không chung này, mình tu được gì là mừng lắm quý vị. Nên mỗi người nên tâm mang tâm cảm ơn. Dù mình chưa mang tâm cảm ơn liền, nhưng mà quý vị phải tu làm sao sanh tâm cảm ơn. Vì cái tâm cảm ơn là cái kiếp làm người mình phải như vậy rồi. Nếu bỏ đi cái tâm cảm ơn thì mình tiêu rồi quý vị ơi. Mình bỏ đi tâm cảm ơn là mình thù hận liền, không nói dòng dò chứ. Nên mình chưa làm được liền, nhưng mà mình phải tu làm sao sanh tâm cảm ơn nè. Cỡ nào mình cũng sanh tâm cảm ơn. Nhớ bây giờ mình bắt tay vào việc tu phải cảm ơn. Chứ không cảm ơn thì nó thành báo thù, mà báo thù thì sanh nghiệp trước. Còn mình cảm ơn là mình tha thứ, tha thứ thì tiêu nghiệp. Thì cái danh hiệu Phật là cảm ơn mà quý vị, là tha thứ đó. Còn nếu như mà mình niệm Phật mà mình hận thù, mình hờn trách thì nghiệp chướng nó câu thông hoài, nó không ra được đâu. Quan gia nên giải không nên kết, cả người sống lẫn người mất cũng phải như vậy, thì nhất định chúng ta niệm Phật sẽ được sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.